Trên màn hình các bạn đang nhìn thấy là cái lớp trí tuệ đầu tư của NIK. Các bạn mà đăng ký thì các bạn kích vào cái đường link này thì các bạn đăng ký vào đấy thì các bạn được miễn phí, và 20 bạn. Còn bạn thứ 21 thì thôi, mình để sang cái khóa khác, khóa đợt sau thì tôi tặng cho các bạn đang xem đấy. Và đây là cái mà tôi giúp cho một số bạn, là ví dụ như là mình khởi nghiệp, mình chưa có tiền, mình chưa có vốn, mình chưa có kiến thức kỹ năng kinh doanh, và tôi chia sẻ bạn cái giá trị bạn nhận được là cái gì. Thứ nhất là kiến thức mà có thể nó sẽ giúp cho bạn thay đổi cuộc đời của bạn, giống như đã thay đổi cuộc đời của tôi. Nhiều người ta cứ nói là như này: em không có thời gian đi học được, không có đủ thời gian, không có đủ tiền để đi học. Và tôi nói với họ là như này: chính vì bạn không học nên bạn không có đủ tiền và không có đủ thời gian. Khi bạn đi học, bạn ngồi trong lớp học, gặp những người thành công, nghe cái câu chuyện của họ, ngày xưa họ xuất phát điểm cũng rất là thấp, và niềm tin bên trong của bạn nó lớn dần lên, thì cái điều đó đôi khi còn quan trọng hơn rất nhiều. Bởi vì cái điều bên thế giới bên trong của bạn nó sẽ tạo ra cái thế giới bên ngoài. Nên với nhiều anh chị em thì cái bạn cần là kiện cường cái niềm tin lớn ở bên trong mình.